vì à, một người bạn này sẽ giúp giúp Goshi quay một video clip mới cho kênh ảo thuật. Chào các bạn, mình là Goshi. Hôm nay mình đến từ kênh ảo thuật .vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ bài mới có tên là Dequa. Bộ bài này là Goshi được nhận từ của Gon khi order ở bên Harry Eleven. Thì Goshi nhận được bộ bài này trong vòng 2 ngày rồi. Thì đã nhận xét nó thì khá là ok. Bộ bài được thiết kế cái box nó nổi lên như thế này, nhìn rất là chuẩn. Nó khác với cái version 1, có nghĩa là ở đây nó có số 2 la mã. Thì và cái nguyên cái body của bộ bài nó sáng hơn là version 1. Version 1 thì có sẽ chỉ được cầm qua thôi chứ chưa được dùng nhiều. Nó sẽ dày hơn. Thế này, bóc nó như thế này. Có logo của Terry 11. Chào các bạn, mình là Goshi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review bộ bài Dark One. Như nói đây là cái bóc của nó. Đây đây tiêu đề đó tên là Dark One. Thì cái bộ bài này á, là cái bóc là một cái ưu điểm chính của nó, mà cũng đồng thời nó cũng là khuyết điểm, là khi chúng mình xài nhiều thì nó sẽ bị chóc xi ở những chỗ này, cái này. Và chóc xi nó chóc giấy, nhìn nó rất là xấu. Mà tôi xin mới xài được khoảng 4 ngày thôi á, mà nó đã lây như thế này, chóc cái này, đó là khuyết điểm của nó. Nhưng mà nhìn chung mình giữ ổn là nó sẽ không bị chạy nhiều. Mà sau một bài sao mình giữ ổn được hả? Còn những lá kèm theo trong bộ bài này là nó tổng cộng bây giờ có 4 lá, đó là hai lá sugar. Ở đây Goshi chỉ có một lá thôi, một lá double back và một lá kịch chính của Harry Eleven. Thì cái back của bộ bài này liên tưởng tới Salihol cycle back, vì nó spin, nó ra cái tròn tròn như thế này. Còn cái góc của nó rất thích hợp để làm fan và sweat ra bộ bài như thế này, sweat ra. Đấy. Còn thiết kế của nó thì con ấp hay là những con tay của nó, con đầm này, mỗi con nằm nó có đều có một cái màu rất là nâu và cũ, có cảm giác như cũ mà hoa nhan nó cũng không có kỹ nữa. Thiết thì cũng khá là ổn, khá là smooth. Cái này cũng phải ra bóc của bụng con nằm lên đó thì dễ. Thì ở đây có 4 con nằm ha, quýt đó, 1, 2, 3, 4. Động tác nó khá là dễ, khá là trơn. Mà tiếp tục rồi thôi. Đó đây là gì thế? Thì cô sẽ thấy bộ bài này rất là đáng mà mua khi sử dụng những bộ bài như thế này. Nó có cảm giác giống như là mình có được một cái cảm hứng mới khi mua bộ bài ha. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất của nó là cái box của nó hơi bị dày, nên đối với những bạn nào dùng mà kẹt clip á, để vô á, thì nó sẽ không vừa được. Cái thứ hai á, là nó hay bị loang lỗ chỗ này hoặc là xung quanh cái box. Chung đây là bộ bài đáng mua ngoại trừ cái box của nó quá tệ. Bye bye. Bye.